Phường An Khê và phường Thạc Gián là hai địa phương trên địa bàn quận Thanh Khê sẽ thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ bắt đầu từ 0 giờ ngày 17 tháng 7. Ngay trong chiều nay, ngày 16 tháng 7, các phường đã triển khai các bước chuẩn bị, đồng thời thông báo để người dân nắm bắt thông tin, chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Qua các tổ COVID-19 cộng đồng, phần lớn người dân trên địa bàn phường An Khê và phường Thạc Gián, quận Thanh Khê đã nắm bắt kịp thời thông tin, sẵn sàng thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nhằm chung tay đẩy lùi đại dịch. Trên các trục đường, lưu lượng giao thông đã ít dần đi, các hàng quán, nhà cửa đều chấp hành đóng cửa từ rất sớm, với phương châm nhà giãn cách nhà, gia đình giãn cách gia đình. Để chủ động trong việc thực hiện chỉ thị 16, người dân cũng đã đi mua lương thực thực phẩm để có thể chu cấp sinh hoạt cho gia đình trong những ngày giãn cách. Theo ghi nhận tại một số cửa hàng lương thực tạp hóa, lượng mua tăng lên khá nhiều trong ngày. Nó tăng lên một chút so với bình thường. Trong ngày này thôi, thì người ta nghe thông tin mà giãn cách đó, người ta mua tăng lên cỡ tầm 30%. Mình bán thì giá mình cũng không thay đổi y như bình thường hàng ngày. Mà cũng khuyến cáo người dân mua cũng mình đủ dùng. Về cái hàng hóa thì về liên tục, hàng thiết yếu mình bán nó liên tục. Rút kinh nghiệm từ những đợt dịch trước, người dân không có tâm lý tích trữ quá nhiều lương thực thực phẩm khi thực hiện giãn cách. Hầu hết đều chỉ mua hàng hóa thiết yếu với số lượng vừa đủ để tránh gây lãng phí. Giá cả các mặt hàng cũng ổn định trong thời điểm này. Cũng lo chứ, mình lo sợ chi mua cái đó đi mua rồi về ăn dự trữ chứ, chứ không đi mua hết chứ. Thế rồi thì ngày mưa ra, ngày mưa ngày mốt chứ đây này. Thì vừa đủ là có còn, nhưng mà mua thêm mình dự trữ để không biết bao nhiêu ngày hết chừng đó. Thì mua về để cho đứa nhỏ ăn thôi, chứ còn dịch đồ cũng đứa bình thường. Đúng giá chứ không có ở đây bán đúng giá lắm, ở đây không bao giờ bán lên giá cả. Hiện trên địa bàn phường An Khê và phường Thạc Gián vẫn còn nhiều vùng thiết lập cách ly y tế, các chốt kiểm dịch vẫn hoạt động nghiêm ngặt 24/7 nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch, đồng thời hỗ trợ tốt nhất cho người dân trong các khu vực này. Với việc thực hiện chỉ thị 16 sẽ giúp các địa phương kiểm soát tốt hơn nữa dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống của người dân về trạng thái bình thường.